Bình tĩnh con. Hôm qua coi điện thoại bà nội thấy con người, cái chú đó không có tay mà chú đó muốn uống nước nó mà giọng gưng gưng muốn khóc. Làm sao? Chú già mình nè phải không? Con già mình nè con. Rồi sao con xúc động quá vậy? Sao muốn khóc vậy? Biết ai biết rồi, kể lại mà gưng gưng thấy thương chú phải không? Anh cảm ơn, anh cảm ơn. Mẹ tội nghiệp chú gì. Trời ơi sao tự nhiên nay nhớ lại mà muốn khóc vậy? Ai biết hôm qua đi chơi nó có gặp một người mà em nói rồi mà cầm kể một lại tay. Mà muốn khóc hả anh? Tội nghiệp chú. Chú không vậy? Trời ơi, thấy thương quá à. Con thấy chú vậy con thương phải không? Mẹ nói nghe nè. Mẹ mốt quá vậy con mà ba có chở con đi chơi á. Con thấy chú nào mà như vậy á, con nhớ kêu ba nha. Ba cho khen tiền hay là ba mua bánh gì cho quà gì cho con biếu cho chú con chịu không? Chịu không? Chịu không? Mà mua cái cà mất bệnh. Cái gì? Mua cái tài. Cái cà là cái cà. Không có gì đâu mà khóc. Cái cà là nè. Ý là một cái tài cho chú. Trời ơi. Cứ bảo mà mua cái liền. Ủa. Mua cái tay cho chú đúng không? Ừ, chú không có tay mình mua cái tay cho chú. Mà mua cái cà lô bớt. Là cái thả ta của con lô bớt là cứ lăn lăn lộ cơ cứ cà bệnh. Gắn vô cho chú làm cho chú cầm cái cha ca uống nước được đúng không? Phai mẹ giỏi quá. Tay chảy nước mắt luôn rồi kìa. Tự nhiên nó kể rồi mà nó khóc. Biết. Ba người đều chảy nước mắt mà chỉ có một mình con không chảy nước mắt. Mình con lo con luôn.